Ok anh em ơi, hôm nay có bác khách đến nhà em, anh cứ dẫn đổ bình thường đi đi, nhưng mà đi cẩn thận cho em nhé, xe này bán rồi. Bật chìa khóa chưa, chưa bật chìa khóa, chưa bật chìa khóa. Đấy. Có con này vừa rửa khả năng chưa xỉ. Ờ, chưa xỉ à? Đấy, dẫn phát đổ ngay. Anh cứ đi cho em cảm nhận khách quan nào. Con này em bán rồi. Đấy, con xe bác Huy này. Đấy. Bác này bác này đam mê xe win. Đấy. Anh em mấy bác khách đang đi về đấy nhá. Đấy. Chắc là chưa xì nước anh ạ. Đấy. Con này thế nào anh? Đâu? So với phải vết mo này. Phải vết mo mà ở rể anh chuyện phải vết mo là chuyện bình thường. Đây là ông anh chuyên này, anh em này. Đấy. Có mua chiếc xe kia nhà em kìa. Hôm nay sang đi thử con xe này, bảo thưa bác đi thử con xe này của bác Huy ở chị Nghệ An xem như nào. Con này có khách ăn hay đổi cho anh đi. Đổi á? Anh lên đời. Thôi. Thì nó thật em bán thì con này nếu để 10 người thì gần như không ai chê, mà chỉ chê đắt chê nhiều tiền thôi. Nếu anh thích thì cứ đi tặng con này đi, xong nào em tìm một con nào em bảo nhá. À, tiền nào qua đấy mà. Vâng. Đúng rồi, con nào em sẽ chào anh nhá. À. Bây giờ em có lịch con này là để cho bác Huy rồi. Bác Tuấn ở Hà Nội cũng thích con này. Em để bác Huy rồi thì em đang đặt cho bác Tuấn một con nữa. Chắc là ngày bằng 3 4 ngày nữa về. Con này zin hết từ A đến Z anh ạ. Nó đặc biệt nó đời cao. Đấy, đây. Nhìn đầu bò chấm này. Đấy, chấm đầu bò này. Đấy. Em này, thấy không? Em zin nó mịn này. Đúng rồi. Thêm tê tê luôn. Đấy, bác Huy nhá. Đấy, hôm nay có ông anh đến ông ấy kết xẻ của bác đấy, mà lại về nhì đấy. Đấy, anh mua xe kia của em kìa. Gần 80 triệu. Con anh đoán được bao tiền không? Theo mắt anh đoán bao tiền? Con này chắc này đời cao rồi. Vâng, như anh đoán con này khoảng bao tiền? Hả? Thôi, không đoán được mua xe. Cứ đoán thử đây. Anh. Anh Chuyên. Con này chắc phải đầu trăm. Nhưng mà bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu? Chắc phải đầu trăm rồi. Quan trọng là trăm mấy? Hay là 200? Cho anh đoán từ 150 đến 250. Thì theo mắt anh con này tầm tiền bao nhiêu? Cho anh đoán từ 150 đến 250. Anh đoán khoảng bao nhiêu? Anh cứ nói chủ quan thôi, như mắt anh thôi. Nếu mắt anh như một những con đời cao này nó phải... Khả năng là chính xác của nó phải chơi nó phải vào tầm bao nhiêu? 200 hơn 200. Hơn 200 không? Có được đến 250 không? Anh chỉ đoán đi thôi. Nó tùy từng khách, tùy từng người chơi, được đến 250 không anh? 250 thì không được. Nhưng mà chắc phải đầu 2, trên 200. Trên 200. Đấy. Thế là bác Huy có... Nó ở cái đời cao này. Đúng rồi. Tem này. Thế là bác Huy có lãi rồi nhá. Đây là bác khách, bác đi thử. Đấy, bác bảo không đến 250 đâu. Nhưng phải đầu 2. Trên 200, không dưới 200 được à? Nói chung là phải tùy từng khách anh ạ. Tùy từng người. Con này mọc đều đồ mà. Đấy. Nó đều hết mà. Zin từ cái lốp mà anh. Lốp chút nó xong vẫn 2,5 mà. Zin hết mà. Vành đẹp. Vành đẹp đấy, không vào tí nào nhá. Anh giữ này mình xem, không phải vành vào đâu nhá. Zin hết chỉ là mình cho nhân viên ủ dầu đánh bóng thôi nhá. Đấy. Nó không phải vào đâu. Đấy. Nếu anh nhìn vào hay không thì cái này đều nhau này. Đấy. Cái lốc này, cái đầu bò này. Đây là em chưa tẩy rửa đâu, nếu mà tẩy chào bác về lấy ô mô đánh này giống như anh Thiện này đẹp. Zin hết, em khẳng định anh không. Em đố anh tìm một vết sơn nội nào con xe này. Đấy. Kể cả từ cái rè nhanh nhá. Cái rè nó là dán ni lông từ lúc mua xe. Cái thụt cũng dán ni lông hết này anh nhìn này. Đấy. Đấy, lốc đẹp đúng rồi. Lốc này đẹp mà. Nói chung là tiền nào của ấy thôi. Gặp người không thích nhá. Con này á, 20. Đúng không anh? Gặp người không thích 20. Người không thích nhưng mà nó vô giá. Đúng rồi. Còn nếu mà bác có tin không, bây giờ gặp người thích thì cả 250 một người mua, thậm chí 300 một người mua cơ. Nếu là người thích, vì những người ta có điều kiện ấy, người ta không biết đi mua đâu, mà đi mua không biết con xe nào như này không mà mua, đó là quan trọng. Vì con này nó là không phải bán trên thị trường, con này nó là thanh lý, nhà nước thanh lý, dạ, à, bên Indonesia nó cấp cho bên công an, nó bên tòa án, nó bên kiểm lâm ấy, và nó thanh lý ra ngoài, chứ không bán ở Việt Nam, ra ngoài thị trường, đấy, nó đắt ở cái đấy. Không. Nguyên này, nói. Đúng rồi. Nói. Đúng rồi. Logo ngày xưa. Đấy, nó từ ngày xưa. Đấy bác Huy nhá, mày bác có giá rồi đấy bác Huy ạ. Đấy, con người có giả bác như thế là bác biết rồi đấy. Tức là một chiếc xe mộc thì nhìn nó sẽ xấu đều. Đấy, còn bác chơi xe mới thì có hay của chiếc xe mới. Ok. Đấy, cảm ơn anh em nhá, em tạm dừng video. Chưa con em thái mộc của anh từ ngày xưa rồi. Đấy anh em thấy chưa?
Bác là bác kết con này rồi đấy, bác Huy ạ. Nhưng mà bác bảo để cho bác cái đây, nhưng mà thôi. Đây là thực tế có thể vui vẻ nhá. Đấy. Bác chơi xe này này. Đấy. Đăng này nó nhón cho Huy với mọi người xem. Nhìn cái bồ nó nghe sướng lắm. Đấy. Anh em ơi, rửa sạch cái xe đi anh em. Xịt sạch đi. Xịt nước đi. Xịt nước đi, xuất phát rồi. Đấy. Gầy nhẹ lỗ mà, vẩy phát về mô. Đứng thẳng lên đạp đấy, nó đỡ vướng đúng không? Gãy nhẹ phát nổ mà. Em ơi, ra xịt qua cái xe đi. Ra xịt lại sạch cái xe cho bác đi làm vòng. Con ơi, nó vẫn căng đấy. Căng đét luôn mà. Bác để nó lổ từng tiếng luôn. Nó thở từng tiếng luôn. Đây là vừa rửa xong. Đây là vừa rửa qua để mai đi mà. Sáng mai xuất phát rồi. Sáng mai này em đi Nghệ An rồi. Lổ từng tiếng. Xịt sạch vào cái đầu rắc ấy. Đi xe chiếc xịt sạch vào cái đầu rắc ấy. Xe này phải gảy nhẹ phát lổ. Bô đẹp chưa? À, bô đẹp chưa? Bô quá đẹp luôn. Bô đẹp đúng không? Đấy, bây giờ dựng chân trống đứng lên cho bác gảy nhẹ phát lổ. Đang nổ từng tiếng nhá. Tắt tắt máy hơi đi em ơi. Đây cho anh em nghe tiếng nổ này. Tắt đi. Này. Anh em nghe tiếng nổ này. Từng tiếng luôn nhá. Em bịt bô lại này. Em thít nhá. Không tiếng động nhá, lỗ êm hơn 82 luôn. Đấy. Không tiếng động nhá. Nó phải lỗ như thế. Để ga vài cái này. Đấy, ga cho nó thoát hẳn ga đi. Đấy, nghe này. Bây giờ bác đi nó khác hẳn rồi đấy. Bác đi thẳng cái đường này khác hẳn rồi đấy. Bác đi thẳng cái đường này này. Rửa xong phải xịt ngay cơ. Đấy. Đấy. Đấy, thấy chưa? Con này thả hai tay được mà. Phải cho bác anh em vào đời xem mộc hết. Đúng không? Đấy. Trời ơi. Quá đẹp luôn anh em ạ. Cho giữa đường này luôn anh. Đấy. Dìn dìn vài cái. Trời. Vẩy phát về mò nào. Đúng không? Nhẹ phát về luôn à. Vẩy nhẹ phát về mò luôn anh em ạ. Thế này xứng đáng đi giao chưa?